Lê xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vợ chồng Henry Cuộc sống Thụy Điển. Ngày hôm đấy thì mình có làm bài kiểm tra trên trường, vậy nên là bố anh kè của mấy em sắp có đi về nhà ông bà nội chơi trước. Thì đây là cái hình ảnh mà sau khi bố anh kè đi đón mình từ trường học về đấy ông bà cô chú ạ. Vỏ bom bạc nữa. Thì từ chỗ nhà của bố mẹ chồng mình mà đi đến trường học ấy là mất khoảng 15-20 phút cả đi lẫn về. Thế nhưng mà hai vợ chồng mình tính là sẽ đi lòng vòng một chút nữa để về nhà muộn hơn, để xem là em Sóc em ấy có đòi hỏi bố mẹ hay không, hay là em ấy khèo khóc hay không. Tại vì là đến tháng 1 này là em sẽ phải đi mẫu giáo, đúng kiểu mẫu giáo luôn, là xa bố mẹ luôn rồi ấy. Vậy nên là em muốn là để cho em ấy học cách là xa bố mẹ dần ra, thì bọn mình cũng muốn thử luôn xem là em ấy có kèo khóc hay cái gì không. Thế nhưng mà không, cảm thấy rất là mọi thứ rất là bình thường luôn ông bà cô chú ạ. Em ấy chơi mấy ông mấy bà một cách rất là bình thường, không khóc, không nhớ bố mẹ gì luôn. Vậy nên là mình có hỏi luôn cả bố mẹ chồng mình là nếu như mà vào cuối tuần nào đấy chẳng hạn, bọn mình sẽ gửi em sắp đến đây khoảng 1 đến 2 tiếng thì đấy cho ông bà trông thử ý. Tại vì là cứ muốn thổi từng chút một chứ không phải là vất luôn cả ngày luôn. Tại vì sợ vất luôn cả ngày thì em sẽ nhớ quá. Thì mình cứ mới đầu là vất khoảng 1 tiếng, sau rồi là 2 tiếng. Rồi như vậy rồi thì mấy bữa lỡ em ấy đi nhà trẻ thì nó cũng đỡ bỡ ngỡ nhiều hơn. Vì là nhà cháu ngày hôm đấy đến nhà ông bà cũng khá là muộn và buổi chiều rồi. Vậy nên là nhà cháu đã ở lại ăn tối cùng mấy ông bà luôn. Thì đây là cái bữa tối của cháu đây ông bà cô chú. Thì cháu ngồi ăn thịt mấy cả cái bắp cải đỏ. Thế nhưng mà có một mình cháu ăn thôi. Xung quanh cháu là 4 người nhìn và 8 cái ánh mắt nhìn cháu ăn không à. Cháu ăn như kiểu là sợ mọi người ăn mất đồ của cháu ấy ông bà cô chú. Và bây giờ mời ông bà cô chú xem cái bữa ăn bất ổn của cháu đây ông bà cô chú. Viola, titta! Det är lätt att tugga, har bara 2 tänder där nere. 3. Ja, 2. Har hon 3 där nere? Har hon inte fått några uppe ens? Ingen uppe. Okej. Uppe på ett kvinnor. Är det gott? Är det gott? Hon du har slutat amma för länge sedan, va? Eller? Ja. Du ammar inte dig? Nej. Jag Äcklad. Ja, hörde du honom så? Äcklad. Det går med benen bara. Men benen och bröd är gott. Det här är inte benen och bröd. Ja, men du tyckte inte att benen och bröd är det. Det går bra med. Va? Det går bra med. Ja, det är inte speciellt så. Kolla, gött! Viola, mamma frågade, är det gott med vin och bröd? Nej, inte speciellt. Hon säger katten, då blir hon hittad. Katt! Ja, han skulle bjuda på kokta vin och bröd. Ja. 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 À, tiện đây thì cháu cũng xin phép chia sẻ với ông bà cô chú là cháu có 2 nhân sự làm việc cho cháu đây ông bà cô chú. Một là ông nội cháu là ông taxi, là ông lái taxi cho cháu. 2 là bà nội cháu. Bà nội cháu là người sẽ phục vụ cháu trong những bữa ăn. Khi mà cháu đến nhà bà chơi thì là bà sẽ là phục vụ cho cháu. Còn khi cháu đi ra ngoài chơi thì ông sẽ là người lái taxi cho cháu đây ông bà cô chú ạ. Niềm đam mê vui mới của hai ông bà cháu đấy. Ông bà cháu rất là vui khi mà cháu đến đây, xong rồi ông bà nhặt đồ ăn cho cháu và phục vụ cháu từ A đến Z. Bố mẹ cháu chỉ việc ngồi xem thôi ông bà cô chú. Nói vậy thôi chứ bố mẹ cháu cũng vẫn phục vụ cháu chứ không phải là không đâu mà cô chú. Chỉ qua là
khi mà đến đấy rồi thì hai bố mẹ cháu sẽ bớt đi nhiều hơn một chút thôi. Tại vì có ông bà là sẽ luôn chơi cùng với em rồi, cho nên bố mẹ cháu cũng được thoải mái lên một chút. Alla fyra sitter och tittar på henne. Ja, fan vad pinsamt. Det måste vara för henne. Jag sitter fyra vuxna barn. Okej, okay, vila. Jag har det hemkört, ja. Om ni får landspel. Ja, det luktar, ja. En av dig. Smakar bara, det luktar bara finken. Nej, tackar vi inte kokta viner på. Ja, pappa. Và đây là cái món ăn mà ông bà cháu sẽ đãi nhà cháu ngày hôm nay. Thì ông bà cháu ăn cũng rất là đơn giản thôi. Ông bà cháu chỉ có ăn rau salad và một món khác nữa thôi, chứ ông bà cháu không có ăn quá nhiều đồ. Vậy nên là cũng cực kỳ là đơn giản. Bình thường ngày chỉ có hai ông bà thôi, thì ông bà cháu cũng chỉ ăn vậy thôi ông bà cô chú ạ. Tại vì ông cháu bị tiểu đường, mà ông cháu thì kiêng rất là kỹ luôn, cũng không uống nước ngọt, chỉ uống nước trắng thôi. Và ăn thì cũng kiểu tưới lượng đường vào ấy, cho nên là ông cháu cũng không có ăn uống cầu kỳ hay ăn nhiều đồ đâu ông bà cô chú. Ông bà cô chú coi cái đoạn này con ăn ngon không kìa. Trời ơi con ăn ngon quá là ngon luôn ấy. Jag gör kålslå på rödkål. Gick det? Så blir det. Ja. Wow, vad gott. Achoo. Buh. Buh. Vinerbröd! Håret och öra. Har hon stoppat in mat i örat så försöker pela ut det. Så bra. Men backa ur lite, det blir, hon ska ha inte mer maten. Om hon räcker. Nej, ta bort maten. Ja. Och så ta bort dem sen. Ja, jag gör med. Vad tycker du om det? Ja, det är rätt slut. Men hon tycker om det när jag gör det. Hon tycker också. Rồi, ở nhà hay bố mẹ con dạy con bàn ăn quy củ ra làm sao thì đến đây ông nội con làm hư con hay ông bà cô chú. Ở nhà con là mẹ con không có cho con đập bàn đâu. Thế nhưng mà hôm nay gặp ông nội là ông nội còn dạy con đập bàn này, xong rồi còn lau bàn luôn này. Rồi, thế là bao nhiêu cái mẹ con dạy xong là đổ sông đổ biển hết rồi. Nói vậy thôi chứ không có dạy đâu bà cô chú. Ở nhà thì nó cũng làm như vậy thôi, nhưng mà đến đây gặp ông nội là ông nội còn hơn thế nữa, nên là làm theo ông nội không à. Đến nhà ông nội chơi thì vui lắm, tại vì là ông lúc nào cũng tìm trò để làm cho cháu chơi, xong rồi cháu cười, rồi bà cũng vậy, hai ông bà cứ quanh quẩn với cháu, vậy nên là vui lắm ông bà cô chú ạ. À đúng rồi, nhà mình đến nhà ông bà rất là nhiều lần rồi nhưng mà không bao giờ để ý được cái này. Đây là cái đồng tiền cũ 10 đồng ngày xưa đấy ông bà cô chú. Mà thường thường nhà ông bà có cái gì lạ lạ là mình sẽ lôi ra mình coi hết rồi, mà sao cái này chưa thấy nhỉ. Còn đây nữa, cái tờ này tranh này là mình mang từ bên Việt Nam về tặng ông bà treo ở đây luôn à. Ăn xong thì nhà con lại đi ra ngoài phòng khách ngồi chơi đây. Thì mẹ con lo con là đi chơi không có đồ chơi, cho nên là mẹ con mang cả một đống đồ chơi đi cho con đây. Stolar. Ừ.
ông bà cô chú có để ý là cái bàn của nhà ông bà con á nó được dọn dẹp đi rồi không? Bình thường là ông bà con sẽ trang trí đồ ở trên đấy á, để trên mặt bàn nến rồi bàn bình hoa rồi các cái. Thế nhưng mà khi mà con đến cái là ông bà con phải dọn dẹp hết đi đấy ông bà cô chú ạ. Tại vì sao? Tại vì là con không cho phép một cái gì ở trên mặt bàn hay là trên ghế sofa hết. Con sẽ kéo hết xuống con nghịch thôi. Vậy nên là ông bà con phải dọn dẹp đi để lấy chỗ cho con nghịch đấy ạ. Mấy nay thì Emily hết ốm rồi nhưng mà Emily vẫn bị ho. Ho đến nỗi mà mỗi lần chỉ cần ngồi nói nhiều quá là Emily rất là ho đến nỗi mà mất cả tiếng luôn đấy ông bà cô chú. Vậy nên là thời gian mà Emily chỉnh sửa video sẽ bị lâu hơn nữa. Thành ra là mỗi ngày chỉ có thu âm được một tí thôi. Tại vì cứ ngồi thu âm được một tí là ho ho kinh khủng luôn đó ông bà cô chú. Không hiểu làm sao mà đợt này Emily hay bị ốm đó ông bà cô chú. Vậy nên là thành ra cái thời gian mà Emily chỉnh sửa video nó sẽ bị lâu hơn bình thường nữa. Vậy nên là mong ông bà cô chú thông cảm cho Emily nha. Vừa thiên pháp vào. Vừa, cô là pháp vào. Cô là, tí ta là, tí ta, tí ta pháp vào. Tí ta pháp vào. Tí ta là, tí ta là, pháp vào. Pháp vào, pháp vào, pháp Hi, Viola. I think I'm going to take a look. Look at this. I can't see that. Don't follow see that. Oh, yeah, man. Oh. Yeah, I can't hear that. I'm sure I had you. Hey, son. Nej, hej du. Det var därför du skulle säga. Hon är småttad, är det? Du är inte dum i huvudet helt. Nej. Nej, absolut inte. Du fick ju ha locket och titta på men då har du stängt på golvet. Mm. Det är bara roligt i 5 sekunder. Ja, det är cirka 10. Se, ja, hon går där andra för hon kommer med också. Kommer du mellan? Ja. Se, hon var. Kommer där för att lägga talen också. Titta. Hej, hej. Ông bà cô chú thấy con khôn chưa? Con không lấy được của ông con thì là con lại tự chui xuống gầm bàn con luồn lách ra đằng nọ con luồn lách ra đằng kia để con lấy được đấy. Trời ơi con nghịch lắm nhưng mà con khôn lắm ông bà cô chú. Hôm đấy thì ông bà nội con cũng có hỏi thăm về tình hình bão lũ ở bên miền Nam nhà mình á. Tại ông bà thường xuyên coi thời sự á. Vậy nên là ông bà thấy tình hình bão lũ bên miền Nam nhà mình rất là nguy hiểm, rất là cập dập kiểu như vậy đấy. Thì nên là ông bà cũng hỏi tình hình ở bên Việt Nam nhà mình là có ổn hay không này, mọi thứ đã quay trở lại bình thường hay chưa này. Rồi ông bà cũng hỏi luôn là tình hình ở chỗ nhà của con ấy là có bị ngập hay không. Mẹ của con hiện tại bây giờ ở mỗi mình ấy thì có bị ngập mà có bị làm sao hay không, có ảnh hưởng gì hay không. Tại hiện tại bây giờ có mỗi mình mẹ của Ly mấy cả em trai của Ly ở nhà thôi. Cho nên ông bà cũng lo lắng là sợ là sẽ bị nước ngập lụt và như vậy ấy. Thế nên là ông bà cũng sẽ hỏi thăm đến sợ tình hình ở bên Việt Nam nhà mình nó không có được may mắn. Nên là ông bà cũng rất là lo lắng là sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy nên ông bà hỏi thăm rất là nhiều luôn. Anders Gernert. Hi hi hi. Hi hi. Hello Viola. Hello. Ska du snus? Lukta? Nej. Lukta? Hon tittar ännu. Tittar på tittar. Hon inte har sådana kläder svaga i regn. Hon får bara koka in lina på morgonen så. Ja, pappa så tar det från. Men hon är sover. Hon är jättesnäll är hon. Sen när hon vaknade och satt jag vid henne. Tittade på mig. La sig ner igen på tv var det igen. Ja. Glodde på tv. Nu har jag 5 minuter. Tittar upp igen. Då bara glodde så i ett par minuter. Sen bara sura och så. Cái lúc này là con đã mệt rồi, con nhảy lên ôm mỗi người một tí, nằm ở chỗ mỗi người một tí để nghỉ ngơi á, xong lại ra để chơi tiếp. Thế nhưng mà chơi nhiều quá cũng vẫn mệt rồi. Hiện tại là con đang có cái chiều hướng là mọc hai cái răng ở bên trên nữa, cho nên là con đang rất là ngứa răng. Thế nên là con vớ được cái gì là con cho vào mồm để ngậm.
chơi được một lúc xong thì con lăn đùng ngã ngửa ra ngủ nơi đây ông bà cô chú ạ. Con cứ nằm ở đấy con ngủ như này. Mẹ con thì có mang cái đệm cho con đi để con ngủ cho nó quen, tại vì sợ là con lẹ nhà ấy, con không chịu ngủ ấy. Thế là mẹ con mang cho con cái đệm của con đi, thế là con cứ ngủ ở trên này. Mãi vì sao mẹ con phải gọi con dậy, con mới dậy đấy ông bà cô chú. Tại vì là từ lúc mà nhà con chạy xe từ nhà con lên đến ông bà nội ấy, là con đã ngủ rồi thì khoảng tầm 20-25 phút rồi. Vậy nên là mẹ con chỉ cho con ngủ khoảng 30 phút nữa thôi, chứ nếu mà ngủ nhiều quá thì tối về con không ngủ không ngon. Tại vì là bây giờ đêm là con ngủ được cả xuyên đêm rồi. Thế nên là mẹ con ban ngày mẹ con chỉ cho con ngủ được một giấc buổi trưa thôi, chứ mẹ con không muốn cho con ngủ nhiều nữa. Con dậy thì cũng tính ra là cái giờ con đói rồi nữa, vậy nên là cũng gọi con dậy để cho con ăn nữa. Thế nên là tiện thì cũng để cho ông bà, để cho cách cho em Sóc ăn ấy, để cho quen dần ấy. Mấy bữa nữa thì mình có gửi thì ông bà còn biết cách mà cho em Sóc ăn chẳng hạn. Tại vì em ấy có ăn đồ ăn ngoài rồi, thế nhưng mà kiểu là chỉ là ăn dặm thôi mà. Ăn dặm tức là dặm thêm đồ ăn vào thôi, chứ không phải là đồ ăn chính được. Đồ ăn chính của em thì vẫn là sữa là chính, vậy nên là vẫn phải cần cho em ấy ăn sữa nữa. Chứ còn đồ ăn kia thì em ăn được bao nhiêu em ăn, không ăn được thì thôi à, cũng không có ép em ăn. Này hôm Vin ấy tờ. Kan du se mamma och pappa? Ja. Är du den här sörjan? Bör du ge och sörja detta? Pappa ska äta det. Ja, du måste väl. Nej. Ja, jag får få tvinga henne. Ja. Ja, vi får äta lite till. Ja, lite till. Ja, så är jag. Sitta. Här vill jag inte sitta. Nej. Det är tråkigt. Hon vill dra ut dem bara. Har du så fina strumpor på dig? Hon vill dra ur det. Hon vill fan ta väck dem. Ja. Vill hon ta strumpor? Jävla roligt. Gillar du inte pimpor, Viola? Gillar du inte pimpor? Lạp năng lượng xong là con lại ngồi chơi tiếp. Nhớ con chỉ cần ăn này, ngủ này, cứ đủ giấc cho con là con ngồi chơi thoải mái luôn. Không cần ai phải bế con luôn. Rồi con ngồi con cứ thế là con chơi thôi. Bố mẹ cũng cứ thoải mái ngồi chơi với con thôi. En falkunge. Det var ett av Tysklands största bryggerier. Åker runt jul och glömt, det hittade sig i Kremlund. Det var ju helt övertygad att det var svensk jul. Och det trodde han också. Det var ju så att det var ju en öl som... Nej. Hon är små. Innan hade jag... Ja, och du har den tjock i texten på klockan där med. Innan låg ju wifi och blåtan här nere i detta här. Och sen när jag drog det till sidan så var det ju fem stycken, tror vi. Ska vi gå? Nu aktar vi huvudet lite här, Viola. Jag tar ut Sanna och pappas bok. Hej då! Varför? Bok? Vilken bok? Hon drog Sanna din bok. Min bok? Jaha, jag ser den. Ja, ja. Hej då! Hej då! I det där lexikon. Chơi mãi thì cũng phải đến giờ đi về rồi. Bây giờ cũng phải đi về rồi ông bà cô chú ạ. Trời thì nhìn sáng vậy đấy, nhưng mà thực chất này là cũng 7 giờ rồi. Bây giờ nhà con mà đi về, về đến nhà là 7:30, xong rồi lại còn phải tắm rửa cho con, lại còn phải chuẩn bị đồ các cái cho con, xong rồi mới đi lên giường đi ngủ, thì nó cũng rơi vào 8:00, 8:30 là con phải đi ngủ rồi. Thế nên là cũng phải thôi đi về, chứ không còn lại chơi lâu được. Còn để hôm nào thì bố mẹ con sẽ gửi con cho ông bà sau. Hej då. Hej då. Viola. Hej då. Kan du säga hej då? Ta bort lappen, pappa. Hej då.
Hej hej, hej hej, hej hej. Ska vi väl åka hem nu? Hej hej, hej hej. Skulle inte vi väl vara kvar här? Kan hej då. Hej hej, hej hej, du behöver inte slämma på fläten bara för att du ska säga hej hej. Kan du göra? Hej hej. Nej, det behöver du inte göra. Hej då, hej hej. Men du ska, hej, inte, hej. Du ska inte sitta och åka på sidan. Nej, du ska inte åka sidledes. Man ska sitta bakåt eller framåt. Bakom. Bakåt. Nu snurrar vi Viola. Och där låste den fast nu. Nu sitter du riktigt i klistret. Ông của con thì lúc nào cũng cẩn thận như vậy đấy, là lúc nào cũng phải ra xem là con ngồi vững chắc hay chưa, rồi xem là cái ghế của con ngồi là có an toàn cho con hay không, ra chào con chán chê xong rồi mới đi về được đấy ạ. Về nhà cái là bố con cho con đi tắm, tắm xong là hai bố con lại ngồi lô với nhau như này, cười khành khạch như đây. Và video của Ly đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của Ly rất nhiều nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ly để Ly có thể tiếp tục ra video cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Ah! 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 Ah!